Đổi dạng ghê luôn. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Người Một Nhà. Sau khi mà quay xong một tập của chương trình Người Một Nhà thì Di thấy rất là nó có rất là nhiều những cái cảm xúc ở trong chương trình này. Đầu tiên thì đây là một chương trình nên nó rất là vui ở chỗ là những người chơi mà tới đây họ chơi á, họ sẽ phải dùng cái sự phán đoán của họ, họ phải dùng cái sự quan sát của họ và những cái gì dữ liệu mà họ cập nhật từ chương trình thì có thể đoán ra được xem là những nhân vật ở đây họ có liên quan với nhau hay không, họ có phải là trong thành viên trong gia đình hay không. Và chính cái điều đó làm cho chúng ta rất là bất ngờ, bởi vì là có những lúc là mình nhìn như vậy nhưng mà không phải là như vậy đâu. Và tập vừa rồi thì Duy rất là vui luôn đó, bởi vì là có những cái điều mà mình nghĩ là như thế nhưng mà nó không phải là như thế, và đó chính là cái điểm thú vị của chương trình nhà. Vì đây là một chương trình về gia đình cho nên là trên sân khấu của chúng ta sẽ có sự xuất hiện của rất là nhiều những gia đình khác nhau. Mỗi gia đình lại mang tới một câu chuyện khác nhau, và cái điều mà Duy động lại trong cái việc mà Duy làm ở chương trình này đó là mỗi lần mà có cái sự xuất hiện của những gia đình đó là mình lại cảm thấy là họ có một cái sự kết nối gì với nhau rất là đặc biệt. Giờ khi là nó không thể hiện bằng những hành động ở bên ngoài, nhưng mà mình nhìn nó, mình có thể là mình cứ cải cảm được cái những cái tình cảm đó rất là nhỏ thôi, nhưng mà lâu lắm rồi mới có một cái chương trình riêng về gia đình như vậy. Thì Duy cũng rất là vui khi được đồng hành cùng với chương trình, và hy vọng là chương trình sẽ nhận được sự yêu mến cũng như là ủng hộ của thật là nhiều những cái rồi, xin mời tất cả những người vị trí ạ. Chương trình sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của nhiều thế hệ gia đình khác nhau nhé.